Vợ cũ Vua Cá Coi tâm sự xót xa, họ cố gắng làm mình tổn thương vì sự xác muối đó, họ biết mình sẽ đau đớn. Những ngày qua, dân mạng xôn xao bàn tán về chuyện tình cảm của đại gia Thắng Ngô, người được mệnh danh là Vua Cá Coi Việt Nam. Cách đây khoảng 2 năm trước, anh cùng vợ là Thanh Đào xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Tại chương trình này, vợ của đại gia Thắng Ngô còn được khán giả yêu quý bởi sự hy sinh cao cả, toàn tâm toàn ý hỗ trợ đam mê của chồng. Những lúc kinh doanh rơi vào bế tắc, chị vẫn chấp nhận để chồng đầu tư hàng tỷ đồng vào thú vui xa xỉ này. Từ đôi bàn tay trắng, hiện Thắng Ngô đã sở hữu trang trại cá coi thuộc top đầu thế giới. Gần đây nhất, cũng vào khoảng 2 tháng trước khi đại gia U50 kết hôn cùng cô vợ trẻ, dân tình cũng bắt gặp và chia sẻ lại những status tâm trạng của chị Thanh Đào trên trang Facebook cá nhân, khi từng ẩn ý nói về chuyện chồng bội bạc. Nhưng cuộc đời thật là, có những người họ chỉ cố làm những điều mà cả đời họ không bao giờ muốn ai làm cho họ, nhưng họ đã nhẫn tâm làm cho mình và thậm chí cố gắng hết sức làm mình tổn thương để nhìn thấy mình cục ngã. Vì sự xác muối đó, họ biết mình sẽ đau đớn một cách khủng khiếp thì mình sẽ phản ứng như thế nào, chị viết. Chị cũng từng chia sẻ, với mình, người phụ nữ hay người đàn ông khi gắn kết với nhau, mình phải chịu trách nhiệm cái chuyện mình lựa chọn. Bản thân mình may mắn lựa chọn tình yêu mình đã yêu, mà đã yêu thì không có gì là không vượt qua được. Nếu một con người, thanh niên không có tình yêu lao động, họ không bao giờ có thể che chở bảo vệ bạn những lúc nguy biến. Bởi cuộc sống chúng ta không bao giờ được nghĩ là màu hồng. Giống như một người mình lựa chọn có 99 điểm xấu, chỉ có một điểm tốt thôi. Chúng ta phải bám víu vào điểm tốt đó để chúng ta yêu suốt đời. Khi chúng ta xảy ra chuyện, chúng ta đừng nhớ những điểm xấu kia mà hãy ôm điểm tốt kia. Đó là sự chung thủy. Ngoài ra, cư dân mạng cũng đặc biệt chú ý vào một bài đăng của chị Thanh Đào vào tháng 6 năm 2021. Theo đó, chị nói về hai kiểu phụ nữ. Người phụ nữ thông minh luôn bằng lòng với hạnh phúc mình đang có, hạnh phúc tại tâm, tâm sáng, hạnh phúc trong. Người phụ nữ có lòng tham, cố chiếm đoạt và giăng bẫy hạnh phúc của người khác thì mãi mãi sống trong những vũng lầy tội lỗi do chính cái bẫy mình giăng, chị Thanh Đào chia sẻ. Chị Thanh Đào cũng đưa ra lời khuyên, thực ra là chúng ta tập hài lòng vì phụ nữ khát khao được yêu thương, được chiều chuộng. Nếu chúng ta cứ ôm những điều ấy, chờ đợi thì điều ấy không có xảy ra. Chị đã trải qua giai đoạn rất dài để hiểu là mình không có cái đó. Trong màn đêm rất tối, em đừng nhìn tối, em tìm một ngôi sao. Khi em nhìn ngôi sao thì em thấy rất là sáng. Em ôm cái đó để em hy vọng là trong con người này có cái để chúng ta chờ đợi. Xót xa cho chị Thanh Đào, vợ cũ của đại gia Thắng Ngô bao nhiêu, nhiều chị em phụ nữ lại càng đề cao cảnh giác hơn khi đã và đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Nhiều người ngậm ngùi nhận ra rằng, người hôm trước cùng mình chung lưng đấu cật, chia sẻ ngọt bùi, hôm nay chưa chắc còn muốn cười với mình. Cũng vì lẽ này, hội chị em nhắc nhở nhau thật nhiều về việc hãy yêu thương bản thân thật nhiều. Luôn luôn nhớ rằng, gái có công chưa chắc chồng không phụ. Hiện tại dù đã ly hôn, nhưng Thanh Đào vẫn lưu giữ hình ảnh gia đình trên trang cá nhân. Điều này khiến nhiều người lại càng xót xa hơn cho hoàn cảnh của cô. Nhiều bình luận đã thể hiện sự động viên và ủng hộ thay đổi lớn của vợ cũ Vua Cá Coi. Chốt lại một câu, phụ nữ lúc không có đàn ông, lúc nào cũng đẹp hơn. Thật tuyệt vời vì cô ấy cực kỳ quyết tâm, đấy như mình muốn giảm cân mà khó quá. Sau này ông chồng sẽ phải hối hận cho xem. Hiện tại cuộc sống của vợ cũ Vua Cá Coi cũng được nhiều người quan tâm. Khác với ảnh lên sóng 2 năm trước, Thanh Đào hiện tại trông trẻ trung hơn rất nhiều. Chỉ diện những kiểu đầm ngắn, trẻ trung, ôm sát, tôn dáng. Nhìn nụ cười luôn nở trên môi, nhiều người có thể yên tâm rằng chị đã dần lấy lại cân bằng sau ly hôn.